Chào chào các bạn đến với cái đến video của mình. Hôm nay mình sẽ review cái dự án Coin Generator. Hôm nay mình sẽ tập trung vào cái danh trắng white paper của dự án Coin Generator này. Thì Coin Generator này nó tham gia cái crypto currency này, thực hiện trao đổi Coin Generator token cho những đồng xu bị bỏ về niêm yết và mọi người dùng giữ lại. Thì sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đốt cháy những cái thẻ đồng xu mà chúng ta có được thông qua cái cơ chế này, thì giá trị của nó được phục hồi cho những người dùng cá nhân và có thể bán hoặc giao dịch thẻ Coin Generator của họ và cộng đồng nói chung bằng việc cái tái chế code base này vào cái tài sản dự án trở lại cộng đồng. Thì mình cách giảm các loại các chi phí tài nguyên trên cái thị trường Coin Generator này sẽ đóng góp bằng hiệu quả mạng cộng đồng chức năng, hiệu quả thúc đẩy cái việc cộng đồng bị văn minh và thực hiện các cơ chế cho cái việc tái chế các nguồn nhân lực dành cho các dự án trong tương lai. Và kết quả là Coin Generator cũng đã được hưởng lợi từ nhiều ứng mạng và tạo ra một cái tham gia và đánh giá cao. Đây là những content nội dung trong cái giấy trắng này, các bạn có thể tìm hiểu thêm để chúng ta cùng đi. Giải pháp cho những cái vấn đề ở trên thì điều quan trọng nếu rằng tất cả giao dịch hoán đổi token và hiệp lực sẽ được chỉ được thực hiện với cái sự hợp tác và ủng hộ của dự án và cộng đồng. Thì điều này là một không một cái ai sử dụng kênh, thì mặc dù tất cả cái tạo ra cái token Coin Generator, những cái đồng xu mà Coin Generator nhằm mục đích để bắt đầu dọn dẹp những cái đồng tiền không thành công hoặc chết, dự án này là một cái ICO thường xuyên. Thì Coin Generator là một cái dự án được tài trợ đồng cộng đồng nhằm là điều gì đó là chưa bao được thử nghiệm trước và trong cái đóng góp tích cực cho cộng đồng crypto lớn hơn. Thì Coin Generator và tác giả quan tâm đến cái việc bắt đầu nó cuộc tranh luận làm thế nào để nó đối phó được các dự án thất bại và tiền xu đã chết trong không gian mà cách tốt nhất để tái chế cái nguồn lực là trở lại với các dự án trong tương lai. Thì cuối cùng là một cái bài đỡ đắt tiền cho những hàng giờ đô la đầu tư vào nó và nhu cầu tài trợ cũng như bảo hiểm phương tiện truyền thông rộng rãi để đạt được cái mục tiêu của mình. Thì điều này cho phép chúng ta tạo ra một cái cơ chế tiền vững để làm điều này trong tương lai. Về cái việc phân tích thị trường ở đây thì nhiều crypto currency cho mọi người nhận ra thì không có danh sách toàn diện ở trong số họ và có rất nhiều nguồn khác nhau trong cái dữ liệu đồng xu cùng nhau để kê tối thiểu là 4.500 crypto currency khác nhau, nhưng không có đơn đến nay thì nguồn với trạng thái của dự án. Đây là cái thử thách đầu tiên và kết quả của một thị trường mà phát triển một cái cách nhanh chóng bỏ qua cái số cơ chế cơ bản cần thiết trong cái bất kỳ cái thị trường trưởng thành nào. Thì do đó chúng tôi tạo một tập hợp tiêu chí để bắt đầu cái blocking tiền xu dưới đây một cách thông số, tập trung vào ví dụ như là cái định luật trạng thái, danh sách trao đổi, kim ngạch thương mại, tỷ lệ hòm hóc phân phối các địa chỉ ví và hoạt động xã hội, diễn đàn hoạt động phát triển cam kết và những người khác. Thì dưới đây là cái nhìn vĩ mô của thị trường, tập trung vào phân phối market cap và khối lượng giao dịch crypto khác nhau, các bạn có thể xem ở đây. Thì bảng xếp hạng này tập trung chủ yếu vào cái giá cả và khối lượng giao dịch, họ cũng có thể họ cũng thấy bất bình đẳng trong cái phân phối và bao nhiêu giá trị bị mắc kẹt tiềm năng tồn tại trong cái hàng ngàn cái đồng tiền ví nắp này. Nó cũng quan trọng để dẫn ra cái cách dữ liệu này có bất kỳ điều gì và số lượng người dùng mỗi dự án. Thì trọng tâm của cái dự án Coin Generator là và mục tiêu của chúng ta về cái khóa học vị trí giá trị mắc kẹt là vấn đề của dự án thất bại hoặc dead coin. Vì vậy định nghĩa của một dead coin ngày nay không có thỏa thuận định nghĩa điều này hoặc bất kỳ điểm ở đó đồng xu có thể được công nhận và đã chết theo cái vị thế của mình trên cái thị trường. Thì cái chủ đề này được nâng lên đã nhiều lần trước cái một cái loạt cái diễn đàn không có sự đồng thuận đang nổi lên trong nên như những gì tạo ra định nghĩa này. Thì cái bài Bitcoin Talk ở trên Bitcoin Talk thì gần như cái sự khởi nghiệp của Bitcoin thảo luận những rất nhiều trên trang web và danh sách đã có cố gắng để phân loại những cái dự án không có hoạt động hoặc bị bỏ rơi. Thì chúng tôi đặt ra những câu hỏi thông qua ba cái phương pháp nghiên cứu tài liệu thảo luận về cái chủ đề hiện có, phát biểu với mọi người để tạo ra một cái sự đồng thuận mới nổi, xác định tiêu chí dựa trên hoạt động. Thì qua nghiên cứu chúng tôi cái hai kết luận là thị trường vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận một cái định nghĩa chung cho một cái Bitcoin và định nghĩa này cần phải nổi lên từ một cuộc thảo luận cộng đồng trên diện rộng. Thì Coin Center này sẽ bắt đầu vào duy trì cuộc thảo luận này. Mặc dù thiếu một cái định nghĩa có giá trị đáng kể bị mắc kẹt trong cái dự án mà chúng ta cần có thể sử dụng được cái hiệu quả hơn với cái thị trường nói chung, chúng tôi cần chờ cho một cái định nghĩa để bắt đầu mở cho khóa giá trị này. Trong thực tế thì chúng tôi tin rằng chúng ta có thể có khả năng chờ đợi
Cho nên tôi sẽ bắt đầu quá trình này và tái trợ tái chế các giá trị kho bị mất hoặc mắc kẹt trong cho nó chuyển lên cái thành thị trường. Thì mục tiêu tiền xu của Coinjet ở đây thì xác định những đồng tiền chúng ta sẽ nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng thẻ Coinjet, và nó sẽ bao gồm cái thống số về phân loại đồng xu là một cái cơ hội nền tảng tiềm năng cho cái hợp tác Coinjet. Thì cái điều này sẽ giúp nó quyết định đầu tư giúp chúng tôi quyết định đầu tư vào thời gian công sức để phân tích thị trường để đưa ra một cái hợp tác các đồng tiền tập hợp tất cả đồng tiền có thể sử dụng ứng cử viên cho cái coin này. Thì từ phân tích này thì chúng tôi thu được cái một vài số thông tin có thể đóng vai trò một cái hướng dẫn để xác định cái mục tiêu phù hợp hiện tại và trong cái tương lai. Coin mà thực hiện trong cái điều kiện sau đây thì sẽ xem xét các khuôn khổ mua đầu tiên, ví dụ vốn hóa thị trường của đồng xu lên dưới 50.000 đô, đồng xu phải là một cái support và nó không phải liệt kê bất kỳ giá hồi đoái nào. Nó phải ít nhất 2 tuổi, có một cái cơ hội chúng tôi nhắm mục tiêu đồng tiền đó là mới hơn. Nhưng chúng ta bắt đầu với những người được 2 tuổi trở lên. Các chủ sở hữu nên là contact detail quan trọng nhất các chủ sở hữu của để phải sẵn sàng hợp tác với CoinGenerator. Đó thì đấy là những cái lý do đằng sau những cái mỗi cái điều kiện, thì có lẽ cái tùy ý nhất của cái thông số này tạo cái thiết lập thị trường và nó dễ dàng hơn để khi một cái đồng xu là một cái hiệu quả hết thiếu. Rồi chúng tôi không nhắm mục tiêu đầu tiên thôi vì chúng tôi có cái chương trình nghị sự chính cụ thể, chúng tôi đang làm nó bởi vì dễ dàng tìm hiểu một cái đồng xu pho chết là như nào. Thì ở đây điển hình ví dụ như cái đồng tiền Ethereum token UET được tạo bởi một số cái để thử của một người mua ICO S hoặc ICO.UET đã hoàn thành mục đích giáo dục của nó và nó được bấy giá trị làm cho trở thành một cái mục tiêu biệt tuyệt vời với Coinjet. Thì mục tiêu đồng tiền mà không phải là trên sàn giao dịch cho phép chúng ta mở khóa giá trị mắc kẹt trong cái đồng xu đó không phải là không không phải là có thể giao dịch mà một đồng xu không thể giao dịch. Thì tại sao sử dụng cái mã thông số thông báo POS ERC20? Thì giống như những nhắm mục tiêu đồng tiền với một công cụ POS như token Coin Generator thì ở đây nó sử dụng cái thẻ POS ERC20 bởi vì chúng tôi muốn tập trung vào cái khía cạnh kinh tế của dự án mà không đầu tư vào một cái blockchain độc lập nào mà cần phải cạnh tranh đảm bảo các loại tài nguyên khoáng sản và các tiền xu đầu xếp hạng cho cái bản thân. Thì cái thành lập giống như mạng Ethereum thì nó sẽ giúp chúng ta di chuyển một cách nhanh chóng hơn. Và các coin generator này dấu hiệu chỉ là cái lần đầu tiên trong cái công cụ chúng tôi hướng đến cái phát triển cũng như tiến độ của dự án. Và chúng tôi nhận thức rằng cái Ethereum này không được xây dựng trên cái một ngày duy nhất mà chúng tôi muốn giữ chúng tập trung vào cái Ethereum Power ERC20 mã thông báo với cái mục tiêu đã nêu ở trên thì trong khi chờ đợi. Thì cái phương pháp về cái này ở đây chúng tôi đã dành cái nguồn lực phát triển nghiên cứu tùy chọn khác nhau để tự động hóa một phần các quá trình trao đổi thẻ và xác định đây không phải cái sử dụng hiệu quả nhất của nguồn lực chúng tôi. Thì các nguồn lực phát triển hiện nay đang được cống hiến bởi những người khác để giao dịch hoán đổi nguyên tử. Thì đây là cái quá trình những bước mà chúng tôi làm theo khi một đã xác định được cái dự án như một cái ứng cử viên. Thì liên hệ với người sáng tạo của đồng tiền này mục tiêu để cung cấp các hợp tác và muốn những kênh thông tin nào với họ đồng ý về cái kế hoạch hợp tác với cái chủ dự án. Đi qua tiếp cận với GitHub tất cả các kho mã và toàn bộ các tài sản marketing, giao tiếp với thành viên cộng đồng và các đồng tiền mục tiêu sử dụng và set up cái khung thời gian cho cái việc thực hiện các mô này, nhật ảnh chụp thiện nhanh của blockchain để các hồ sơ mới nhất từ nguồn xu mới được tạo là blockchain giao dịch tiến hành giao dịch hoán đổi mã thông báo với người sử dụng cũng như tất cả các thẻ để mua trao đổi trạng thái của giao dịch hoán đổi cho thị trường, thiết lập quy trình cho cái quảng cáo giao dịch hoán đổi thẻ tương lai. Ở đây nó có cái tỷ giá hối đoái ở đây và cỡ sự kết hợp với đảm bảo kinh tế và khai thác mỏ. Thì cái dự án xoay Coinjet này có thể cần phải sử dụng sức mạnh khai thác đáng kể và chỉ đạo nó đối với các đồng tiền nó đang làm việc. Đây là một cái bước rất khó để mất để bởi vì nó có thể được xem như một cái cột mốc tấn công 51%. Thì chúng tôi muốn làm việc với các cộng đồng này để không bao giờ chống lại họ. Thì ở đây có những cái câu hỏi như là thế nào để chúng ta biết được đang liệt kê trong một cuộc trao đổi và tiền xu cộng đồng với các phương án tiếp cận sự đồng thuận của cộng đồng như nào.
Sức mạnh của cộng đồng thì cộng đồng Coreto được tăng cường bằng việc ký sự pha trộn mang tính xây dựng và hội nhập của các thành viên cộng đồng mà đã ở trong không gian trong một thời gian dài, vì chúng ta sẽ tìm kiếm những đồng tiền không thành công hoặc đã chết trong 2 tuổi trở lên để tích hợp chúng vào cái dự án Coreto này. Thì Coreto này thông qua việc hợp nhất các đồng tiền xu của họ và là một sức mạnh của cộng đồng Coreto và sẽ cho phép nhắn tin của chúng tôi để được mạnh mẽ hơn. Thì cái bạn liên quan đến cái việc nhắm mục tiêu cá đồng tiền cá nhân. Cộng đồng hợp tác sẽ đoàn kết những cái cộng đồng được chia ở đây. Hay chủ sở hữu đồng xu đó cho phép chúng tôi tiếp nhận mà không cần sự hỗ trợ từ cộng đồng. Nhắm mục tiêu của PAO với POS. Thì ở đây POS tiền xu có cũng có thể nhắm mục tiêu thông qua cái thị trường nếu họ có thể giao dịch với người sáng tạo của họ để từ chối để mở mua lại. Thì Coreto thì về mặt đánh thức sẽ tham gia vào ký nỗ lực mở cửa thị trường để mua lại tất cả các đồng tiền trong cái trao đổi chính thức lưu thông này, nhưng đây không phải là cái loại hành động của chúng tôi muốn theo đuổi. Ở đây họ khuyến khích cái kinh tế cho cộng đồng hợp tác vì kết hợp với thực tế Coreto token là một cái tài sản giảm phát và một cộng đồng ngày càng tăng và tiếp cận nên để cái giá lên và cho chúng ta thoải mái hơn về cái việc mua các dự án tiếp theo. Sau đó người sử dụng trong cái dự án đầu tiên mà chúng tôi mua hết cái được hưởng cái lợi ích kép này thì họ sẽ nhận được cái khá nhiều cái thẻ Coreto có giá trị khóa của họ. Thì Coreto này như tiền để được mua lại các dự án tiếp theo với giá trị giá cả Coreto token họ nắm giữ nên tăng cho phù hợp. Tại sao khởi động một cái đồng tiền đồng xu nào cả? Thì Coreto mã thông báo như một cái ở giữa và người ta có thể sử dụng hàng đầu xếp hàng. Coreto sẽ sử dụng cái thẻ của mình để mua lại cái đồng tiền xu không được liệt kê trên. Đó, thì bên cạnh cái những lợi ích để tung ra một đồng tiền xu đặc biệt cho cái mục đích này thì khả năng xây dựng chức năng và mở rộng cái khả năng của đồng xu thì hấp thụ các dự án thất bại và cộng đồng Coreto phát triển khả năng tận dụng các cộng đồng bằng cái việc mở rộng khả năng của chúng tôi ngày càng phát triển giá trị hơn. Đây là cái quá trình đốt của cái dự án này, quá trình này gồm có được GitHub truy cập vào chủ sở hữu coin, hủy bỏ khả năng của người khác được thực hiện, kiểm tra các cập nhật số cái Coreto giữ hoặc thu nhập. Coreto đều kiểm soát được cái cơ chế đồng thuận để là người duy nhất điểm khai thác sức mạnh nếu có cần thiết để cho cái phép chuyển nhượng và trong cái một số trường hợp cũng giảm sự phức tạp của khai thác mỏ. Tất cả các đồng tiền còn lại vì vậy không tiền nhiều hơn có thể được khai thác và trong khi cập nhật mức độ phức tạp và quy tắc bổ ích hấp dẫn cộng đồng của token bắt đầu giao dịch hoàn đổi nhãn hiệu đóng cửa cho sổ trao đổi đầu tiên khi tất cả các thẻ tức là chuyển toàn bộ các thẻ đến cái địa chỉ 00 và tiếp tục lấy cái tiền quảng cáo để học cách xác minh chống lại cái ảnh chụp nhanh. Cơ cấu cộng đồng tài trợ thì ở đây cái tổng cung Coreto token sẽ có tổng cộng cộng là 100 triệu tiền xu chia hết cho các Coreto sẽ thẻ sẽ chia hết cho tất cả các thứ đến 8 dấu thập phân giống như Bitcoin. Mã cổ phiếu ở đây sẽ là Coreto token ticker, cái hash cap ở đây sẽ được nâng lên là 7 triệu 500 nghìn, phân phối là một cái ERC20 trên Ethereum và token Coreto sẽ không được là menu toàn bộ cung cấp đồng tiền số sẽ được phát hành trên do ngày phân phối thì 50% số tiền sẽ được bán trên thị trường sẽ đầu tư để tài trợ cho cái dự án và tất cả hoạt động, 30% sẽ được tổ chức bởi các dự án Coreto mua hết tiền số chết và thất bại, 5% thẻ này sẽ được dành cho các đối tác, 5% Coreto sẽ sử dụng cho chương trình tiền thưởng, 10% phân phối cho những người sáng lập nhóm tạo ra cái dự án này. Đó, các bạn có thể xem cái sơ đồ dưới này, 50% dành cho mở bán public sale. Thì tại sao chúng ta chấp nhận cái tiền điện tử khác với Bitcoin ở đây? Đây là cái dự án có lợi cho cộng đồng và không chỉ nằm giữa Bitcoin lớn, chúng ta có thể cũng đang một blockchain khả thi và tin tưởng cái sự tự do của sự lựa chọn những người đóng góp cho chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch cho những người đóng góp ví dụ qua hình thức Bitcoin, Bitcoin Card hay là Ethereum, Litecoin, qua đô. Đây là lộ trình phát triển của cái dự án này, những cột mốc các bạn có thể tìm thấy ở đây. Tháng 2 bắt đầu ICO thông báo, tháng 1 mùng 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 thì sẽ diễn ra chương trình ICO và quý 3 2018 phát hành PAPI và dữ liệu thị trường Coreto. 2019 sẽ bắt đầu cái giai đoạn 2 của TBA. Với cái đội nhóm marketing của cái dự án này các bạn có thể xem ở trên trang web với rất nhiều ông. Đó. Thì Coreto là một dự án độc lập về kinh tế và như vậy tất cả các dòng tiền được tạo ra sẽ được sử dụng để đạt được các mục tiêu ở nêu trên. Thì ở đây có 400
nghìn đô cho cái chi phí hoạt động hàng năm. Và cái chi call center là có một kế hoạch hoạt động nhiều năm dựa trên cái kế hoạch xử lý kỷ luật và xem xét việc sử dụng mọi nguồn lực. Ở đây có 125.000 đô để tiếp thị và 150.000 đô để phát triển các công cụ công nghệ dùng cho cryptocurrency, 50.000 đô cho cái phát triển kinh doanh và 25.000 đô cho chi phí pháp lý. Ở đây thì cái crypto này sẽ là một cái dự án có lợi cho cái thị trường cryptocurrency trong cộng đồng nói chung và cá nhân nói riêng. Thì ở đây có những cái lợi ích cho người sử dụng, cơ hội để nhận được cái giá trị trở lại từ tiền xu mà không thể cái bán được trên giao dịch sàn giao dịch và tham gia một cộng đồng mà phát triển theo cấp số nhân. Hay người tạo lập dự án thì ở đây hưởng lợi từ việc mở cuộc tranh luận trong những cái tiền xu thất bại từ dự định và họ sẽ dẫn đầu trong cái cộng đồng mới được tạo ra. Coin Center thì tạo ra cái nền kinh tế sẽ không tồn tại khác và nền kinh tế này sẽ phát triển cho tất cả các cộng đồng xu thất bại mà bị bồi hóa bởi tất cả những cộng đồng được hợp nhất bởi sự hỗ trợ của Coin Center. Các thị trường crypto sẽ được hưởng lợi từ việc giảm pha loãng và việc chuyển giao giá trị mà sẽ bị mất và top xếp hạng của cryptocurrency. Vậy thì ở đây cái Coin Center này, những thông tin trên là tất cả những giải thích chi tiết cho cái dự án Coin Center này. Các bạn có thể tìm hiểu qua cái đường link trên website của coinjanitor.com hoặc trên các trang mạng xã hội như Telegram, Twitter, Facebook, Bitcoin Talk. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đây là video review về cái dự án Coinjanitor, giấy trắng white paper của dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại.